Sau hơn một tuần bùng nổ drama, người trong cuộc đã lần lượt lên tiếng giải thích nhưng ồn ào của Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường vẫn dầm rộ trên mạng xã hội. Giữa biến căng, nhiều nghệ sĩ, bầu sâu cùng những chuyên gia truyền thông cũng nhập cuộc để đưa ra quan điểm chung, người bên vực người lại, châm dầu vào lửa. Mới đây, bố của diễn viên Nhí Huy Khang, từng tham gia đóng chung MV với Phi Nhung bất ngờ đăng đàn, bóc trần, con người của Phi Nhung khi cộng tác. Theo lời bố Huy Khang, phi nhung rất thân thiện và yêu quý trẻ con nữ ca sĩ còn chủ động tặng riêng cho con trai anh một khoản tiền để thưởng vì bé diễn tốt đặc biệt trong quá trình làm việc bố huy khang cũng nhiều lần bắt gặp hồ văn cường xuất hiện ở trường quay và có thái độ gây chú ý hôm đó thấy có nhiều con nuôi và có cả hồ văn cường đến ủng hộ tinh thần cho mẹ quay thấy cả nhà nói chuyện rất tình cảm và vui vẻ lắm luôn cường cũng rất dễ thương đùa giỡn với bé khang cũng ghê lắm Bố của diễn viên Nhí Huy Khang cho biết Hồ Văn Cường từng đến trường quay ủng hộ tinh thần mẹ, cả nhà cười nói rất thân thiết và vui vẻ. Hồ Văn Cường và Huy Khang chụp ảnh kỷ niệm khi nam ca sĩ Nhí đến phim trường thăm mẹ nuôi. Đáng nói nhất, giữa lùm xùm các xê, bố Huy Khang bất ngờ kể chuyện quản lý của Phi Nhung từng gọi điện hỏi anh về chuyện tiền bạc. Chuyện là, sau khi biết phía nhà sản xuất chưa chuyển các xê cho nam diễn viên Nhí, Phi Nhung đã chủ động gửi 50% tiền các xê của cô để trả công cho Huy Khang. Chứng kiến những hành động thực tế của nữ ca sĩ khi làm việc chung, bố Huy Khang nhấn mạnh, kể vậy để biết là với chị Nhung và chị quản lý họ rất quan tâm, rất thoáng về chuyện tiền bạc chứ không có tính toán chi ly để người như mình bị thiệt thòi đâu. Cách xử lý tiền các xê sau khi cộng tác chung của Phi Nhung đối với nam diễn viên nhí khiến nhiều người bất ngờ. Lúc đó, Phi Nhung đã chủ động liên lạc và chích 50% tiền cát xê cho Huy Khang. Bố Huy Khang cho biết Phi Nhung rất nhẹ nhàng và quan tâm mọi người, đặc biệt là trẻ con trên phim trường. Giữa loạt biến căng đang diễn ra, chia sẻ của bố Huy Khang về mẹ con Phi Nhung, Hồ Văn Cường khiến nhiều người quan tâm và bàn tán.